Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay những đức con cộng đoàn học tập cùng với đại chúng mà những điều quan trọng khi chúng ta ở trong ngôi Tam Bảo mà giữ được công đức phước báo. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả những người thường trụ hay là cộng tu, nói tóm lại là toàn thể đại chúng, mỗi một người chúng ta ngoài đời mình dù có hư hỏng, nói dối, trộm cắp, không lễ phép, nói tóm lại là làm rất nhiều điều sai quấy, nhưng mình đã bước đến ngôi Tam Bảo, được vào ngôi Tam Bảo mình được ở, thì mỗi một người mình tu là để sửa, sửa đổi lỗi lầm. Mình được đi đến đây mình ở, trước nhất là tâm của mình biết ơn Đại Lão Hòa Thượng An Sư. Ngài xây chùa chiền bỏ bao nhiêu là tâm huyết, xây nhà cửa cho mình có chỗ ở, tâm biết ơn, cung kính biết ơn. Cái tâm biết ơn là như thế nào quý vị? Ngài xây chùa, xây nhà cho mình ở, mục tiêu là cho chúng ta biết niệm Phật, nương tựa để tu hành. Có ngôi Tam Bảo để chúng ta nương tựa để mà mình tu. Tu thì ở nhà cũng tu được, mà vì sao đến chùa? Đến chùa thì nó rất nhiều thứ tiện lợi để cho mình an định tâm mà mình tu. Nên cái ơn nghĩa Hòa Thượng xây chùa, chúng ta vô cùng biết ơn Hòa Thượng. Nên mỗi người mình vô ngôi Tam Bảo cố gắng tu hành. Mỗi một người nghe được pháp môn niệm Phật, Đức Phật trong kinh nhắc chúng ta để chúng ta trân quý Phật pháp. Đức Phật nói rằng được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp. Bây giờ mình có thân người mà mình gặp được Phật pháp, mình được ở trong cái ngôi nhà Tam Bảo, đây là đại phước báo nhân duyên thù thắng, mình mới được ở cái gì. Nên đại chúng mỗi một người được vào đây để tu học, mình phải nhận thức được mục tiêu của mình đi tu. Vì sao mỗi ngày chúng ta niệm Phật? Cái điểm chính nhất của chúng ta đó là nhận thức được cõi đời này vô thường và nhiều thứ khổ đau trói buộc. Nên chúng ta tiếp nhận Phật pháp là chúng ta đang hướng đến giải thoát. Mỗi ngày mình niệm câu Phật hiệu này là niệm cái giải thoát. Giải là hiểu được cuộc đời vô thường, thoát là không buồn giận ai để trong tâm. Mỗi một người mình ở trong chùa siêng niệm Phật, lên chánh điện thì chân thật lên chánh điện tu một thờ, cầu an cho ông bà cha mẹ người thân mình còn sống, cầu siêu cho ông bà cha mẹ người thân mình đã chết, cầu an cho tất cả chúng sanh, cầu siêu cho tất cả chúng sanh. Nên mình chân thật mình lên trên chánh điện, khi mình lên chánh điện tu một thờ nghiêm túc, mình bước ra ngoài một cái là mình siêng năng bấm số niệm Phật để móc câu Phật hiệu. Tâm cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn đại chúng, cảm ơn quý thầy giúp đỡ mình, thì lên chánh điện tu, nghiêm túc lên chánh điện tu. Khi bước ra ngoài là cầm chiếc máy bấm số niệm A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật rồi bấm, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật bấm cũng được.
siêng năng mót có Phật hiệu. Đại lão Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn tại thế, Ngài dạy rằng có khi quý vị mót niệm Phật mà còn nhiều hơn thờ khóa chính của quý vị niệm Phật. Nên chúng ta lên thờ khóa chính được mà bước ra ngoài là mỗi người mót có Phật hiệu. Nên mỗi một người ở trong chùa chúng ta, những người thường trụ phải nhớ, mình mà không niệm Phật là thiệt thòi cho bản thân mình lớn lắm. Mình làm bao nhiêu việc rất là cực, rất là nhiệt tình, nhưng nếu quý vị mà không niệm Phật, vậy thì tất cả những việc quý vị làm dù có giỏi cỡ nào, nó cũng là hưởng phước hữu lậu ở thế gian, như mây bay bồng bềnh, không biết trôi về đâu. Thiệt thòi dữ lắm quý vị. Nên những đức nhắc, những người làm công quả, có làm cực cỡ nào cũng phải cảm thấy rằng mình mừng khi mình còn khỏe. Mình còn khỏe, mình còn làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời như vậy, mình mừng dữ lắm. Mình nhìn chùa mình người già nhiều như vậy, bây giờ các cụ già, các cụ muốn làm cũng không được. Mình còn khỏe, còn làm được. Mỗi một con người mình chân thật nhiệt tình, làm bằng cả cái tấm lòng của mình. Khỏi cần nhìn cái việc người làm nhiều làm ít. Bản thân mình làm được, nhiệt tình hết mình, lương tâm mình đã quá vui rồi. Khỏi cần đi nhìn ngó bực bội khó chịu ai làm ít làm gì hết. Mình chỉ cần chân thật làm tấm gương nhiệt tình. Còn cái việc coi chúng này kia thì có người sắp xếp, còn người ta bố trí công việc, mình cứ nhiệt tình mà làm, hết lòng hết dạ. Vào ngôi Tam Bảo, biết giữ cái quy củ trong ngôi Tam Bảo ban tổ chức đã đưa ra. Đó là cái tâm cung kính biết ơn. Ăn tổ Ngài nói một câu: một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích. Học đạo mà thiếu tâm cung kính là không học được gì hết. Đại lão Hòa Thượng của chúng ta dạy Như Đức một câu: ông chỉ cần nhiệt tình thương chúng sanh, Phật Bồ Tát thương ông. Những đức thấy rằng rất là nhiều việc mình làm đều thành công là vì mình niệm niệm vì người, không từ gian nan, không bao giờ sợ khổ cực, nhiệt tình hết mình để chúng thấy rõ ràng, mong lo cho đại chúng được bình an, rồi cơm ăn áo bặn, cuộc sống ổn định cho đại chúng, để chúng thấy rõ ràng. Hòa Thượng xây chùa, mình thì có duyên lo cho các cụ. Chân thật nhiệt tình hết mình mà làm việc này. Nên những đức mong cái ban phục vụ trong chùa mình ai cũng là người tích cực nhiệt tình hết mình, chứ không phải là mình đi nhìn ngó hơn thua đấu đá nhau làm gì. Phải nhớ mục tiêu mình đi tu là phải đặt vấn đề mục tiêu cho chuẩn xác, tu sửa, sửa những hành vi sai lầm của mình, gọi là tu hành. Những cái gì người ta gầy mình, ta la mình, ta trách mình xem lại mình đi, phan hãy dội vàng, bực bội khó chịu. Nếu như ai la gầy mình cũng bực bội khó chịu hết trơn, thì cả đời mình không nên đâu. Nếu như quý vị thật sự niệm Phật, muốn sanh cực lạc, thì quý vị đều chịu đựng được hết. Nhớ, ai là người thật sự muốn sanh cực lạc, tất cả sự khổ đau trở ngại gì quý vị cũng chịu đựng được hết. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy chúng ta: này các con, hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con, rồi tín nguyện niệm Phật đi. Đến khi thọ mạng đến, Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc, thì chúng ta không còn khổ đau nữa. Hãy nhớ câu này để mỗi người nhiệt tình hết mình, rồi siêng năng niệm Phật. Mục tiêu của mình vô đây là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên chúng ta làm công quả, nhiệt tình làm bất cứ việc gì, nhưng nhất định phải siêng năng niệm Phật, biết mót câu Phật hiệu. Niệm Phật là việc của bản thân mình, lợi ích rất là lớn. Bỏ niệm Phật
là thiệt thòi cho bản thân mình rất là lớn. Mình nghĩ bây giờ mình xa gia đình, xa ông bà cha mẹ, mình biết Phật pháp rồi. Phật dạy tứ sanh phụ mẫu, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mình bây giờ còn đang đỏ lạc chầm lưng. Chúng ta được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, đó là cơ hội cho họ có thể được cứu. Bây giờ mình ở trong chùa, mình giải đãi, mình bê tha, mình không lo tu, không nhiệt tình hết mình, đây là mình đang phụ lòng họ, phụ lòng chúng sanh cúng dường cho mình, phụ lòng thầy tổ bồi đắp cho chúng ta. Nên mỗi một con người mình nhiệt tình hết mình, cực lực tu hành, không sợ cực khổ, dù là bỏ mạng cũng không bỏ đạo nữa. Cái tâm đó mà phát lên vì chúng sanh thì việc gì mình cũng thành công hết. Thầy chúng phải nhớ. Nên mục tiêu đi tu phải nhớ kỹ là mục tiêu giải thoát, chứ không phải vì danh lợi. Chỉ cần bây giờ chúng ta được một ngôi Tam Bảo, những ngày tháng sống bình yên như vậy là quá mừng rồi đại chúng ơi. Tu là tu sửa mà. Những cái gì mình đã sai thì mình xây dựng sửa lại. Đừng có bao giờ cái gì cũng là trách người ta, tại sao cứ gầy tôi hoài. Bản thân những đức ngày xưa như ai gầy la trách mình là mình cứ bực bội, nên mình không học được gì hết. Càng tu về sau mới càng nghĩ ra, người ta gầy la trách mình cũng giúp cho mình tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Mình không nhìn ra được chỗ đó, mình chỉ trách người ta thì khổ đau cho mình. Nên mỗi một người chúng ta mục tiêu đi tu phải nhớ cho kỹ: niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc, thật sự muốn giảng sanh cực lạc, thì bất cứ việc gì trong cuộc đời này chúng ta cũng chịu đựng được. Sự thiệt thòi gì cũng chịu đựng được. Bị người ta chửi la gầy la cỡ nào cũng càng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Làm được việc cho chúng sanh là cúng dường chư Phật phải mừng. Nấu cho chúng sanh một buổi ăn, dọn bàn, lau nhà, cắt nhà, sửa nhà, dọn dẹp chùa chiền, làm tất cả việc cho ngôi Tam Bảo là vì mục tiêu niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại chúng phải nhớ, những đức có khi tổ chức lễ 4 ngày lại Quan Âm, khô hơ cạn tiếng, khạc ra máu mà vẫn nhiệt tình hết mình. Quý vị thấy rõ ràng luôn. Vì mình biết rằng cuộc đời mình bây giờ đang làm được những việc ý nghĩa này mà mình không làm, mình chờ cơ hội nào đây? Nên tất cả người trong chùa mình toàn là những người nhiệt tình. Một bà cụ già còn sức khỏe làm được gì thì cứ làm. Đi gặp một đôi dép để nghiêng để ngã cũng cầm sắp lên để ngay ngắn lại. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với ngôi Tam Bảo, nhiệt tình hết mình đối với ngôi Tam Bảo, biết chấp hành quy củ. Như vậy thì chùa chúng ta lúc nào cũng thịnh vượng, từ trên tới dưới đoàn kết nhiệt tình, đồng lòng. Có ngon cùng ăn ngon, có dở cùng ăn dở, nhiệt tình hết mình. Có bệnh đau hỏi han giúp đỡ nhau. Đã là con người, ai cũng muốn được sự quan tâm, lo lắng. Mình cũng muốn, tại sao mình không quan tâm lo lắng cho người? Chùa nuôi nhiều người già, tất cả người trong chùa đều thương yêu, chân thật thương yêu các cụ già như ông bà cha mẹ chúng ta. Tất cả các cụ già trong chùa thương yêu những người trẻ tuổi như con cháu của mình, đều có tâm đến với nhau như vậy, thì đó là tâm tu hành. Ai bệnh đau hỏi han thăm lơm, lo lắng, nhiệt tình hết mình. Nhớ duy trì quy củ, đi đến đâu không hiểu thì hỏi đàng hoàng. Người mới vô chùa cộng tu không hiểu phải hỏi đàng hoàng, cái gì không hiểu thì hỏi, đừng nên tùy tiện. Ngồi ăn cơm nhà ăn không nói chuyện, nghiêm túc đàng hoàng, ngồi ăn cơm không nói chuyện. Mình ăn cơm mình nghe được câu Phật hiệu mình cũng có phước. Ăn trước ngồi im đó niệm Phật, chừng nào xong hết niệm Phật hồi hướng mới đi ra. Mỗi một người chúng ta nên chấp hành quy củ, nhiệt tình hết mình. Quý vị biết nương tựa ngôi Tam Bảo là đại phước báo công đức, nhân duyên thù thắng phát ra từ chính mình. Nên tu hành là gì? Là không buồn giận người để trong tâm, không oán hận ai cả, vì mục tiêu của mình để Phật A Di Đà trong tâm. Và đời này mình phải giảng sanh cực lạc. Đại chúng nhớ, những đức nhắc, chỉ cần làm bất cứ việc cực khổ nào
trong tâm chỉ càng muốn niệm Phật về cực lạc. Con đời này phải về cực lạc, con đời này phải về cực lạc, con đời này phải về cực lạc. Con về cực lạc con mới giúp được thăng bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ của con. Con nhất định phải về cực lạc con mới giúp được chúng sanh khổ đau nhiều kiếp nạn. Con phải về cực lạc con mới giảng pháp cho người ta nghe được. Vì con không có cái nhân duyên này nên con quyết tâm nhớ Phật niệm Phật, con phải về cực lạc. Dù khổ đau cỡ nào, dù cho bị gầy la, bị trách mắng cỡ nào, bị người ta hà hiếp cỡ nào, con quyết tâm niệm Phật đời này phải về cực lạc. Quý vị ơi, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi quý vị. Hãy phát cái tâm mạnh mẽ lên, hãy phát cái tâm chân thật lên. Đừng để luống qua đời của mình uổng lắm. Đừng để luống qua một đời này uổng lắm. Nhớ, để luống qua một đời này cực kỳ uổng. Đức Phật trong kinh Nhân Quả ba đời dạy chúng ta, chúng ta phải tin sâu nhân quả. Muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Tất cả những cái thành quả gì bây giờ chúng ta gặp được toàn là do nhân mình đã gieo. Thiện hay ác mình gặp toàn nhân mình đã gieo. Đừng nên hờn trách ai hết. Hãy lo niệm A Di Đà Phật. Đem câu Phật hiệu áp dụng vào cuộc sống trong mỗi lúc mỗi nơi. Đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngồi nói chuyện với ai, người nói này nói kia tùm lum tùm la, ngồi nhép môi niệm Phật. Trong mỗi lúc mỗi nơi đều áp dụng câu Phật hiệu. Ngồi trên xe cũng niệm Phật, đi làm việc cũng tập niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật nè. Cứ đeo máy niệm Phật, bật điệu niệm Phật, lợi ích cực kỳ lớn, nhắc mình, nhắc người. Nhớ, nhắc mình, đời này mình phải niệm Phật sanh cực lạc. Thì nghĩ như vậy rồi làm việc gì cũng quan quan, hỷ hỷ, vui vẻ mà làm. Chứ không có bực bội, khó chịu gì. Tất cả những người làm việc, làm được mừng lắm. Vì mình nhìn bao nhiêu cụ già trong chùa mình, muốn làm được. Nên mình gặp Phật Pháp mình phải nhận thức như vậy. Người mới vô chùa cộng tu nhiệt tình hết mình. Một ngày một đêm ở cõi ta bà mà tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Vì tụng dụng kinh vô lượng thọ coi. Nên mình đi đến ngôi tam bảo mình nhiệt tình mang tâm cảm ơn cung kính. Cảm ơn hòa thượng xây chùa, cảm ơn đại chúng lo lắng cho mình. Cái gì không hiểu mình hỏi, nhiệt tình hết mình. Không được tùy tiện. Mình đã đi vào ngôi tam bảo là muốn ăn cái gì cũng phải hỏi đàng hoàng. Không được tùy tiện, muốn ăn gì lấy ăn cái nấy. Có câu chuyện mà người này tu trong chùa mà tùy tiện lấy đồ ăn, mà cuối cùng đọa địa ngục. Mình ăn mình hỏi, người ta cho không cho là thôi. Mà cái người phải có trách nhiệm mới lấy cho, chứ không phải là xin ai cũng có quyền lấy cho. Không phải. Mình không có trách nhiệm này là mình không được đụng vô. Người tu trong chùa phải nhớ, mình không có trách nhiệm này, không được quyền đụng vào. Người có trách nhiệm được đặc trách, còn phải hỏi lên người trên nữa. Nên mỗi một người đều là chấp hành quy củ, đều có quy tắc sống. Vậy thì ngôi tam bảo mình có đông cỡ nào cũng đặc biệt hết. Còn nếu ai cũng tùy tiện làm, tùy tiện giấu che, mình làm như vậy làm không đúng. Trong ngôi tam bảo mà phải nhớ những điều những Đức nhắc nhở đây rất là quan trọng. Phải nhớ, chỉ cần nhớ Phật nhớ Tây Phương cực lạc, chỉ cần nhớ Phật nhớ Tây Phương cực lạc, chỉ cần nghĩ cực lạc thù thắng, đời này con muốn gì cực lạc, thì tất cả việc gì trong cuộc đời này chúng ta cũng chịu đựng được hết. Làm việc không thấy mệt mỏi, và không bao giờ có tâm bực bội khó chịu. Người ta làm ít hơn mình, mình làm mình kêu người ta không nghe, người ta không nghe mình chưa đủ duyên. Mình chân thật làm đi, mình chân thật làm đi, từ từ sẽ hội tụ duyên à. Chắc chắn luôn, hội tụ duyên liền. Hãy nhiệt tình đi. Mình vì chúng sanh Phật Bồ Tát không bỏ mình đâu. Cái khâu nào ít người, cứ chân thật làm đi, nhiệt tình làm đi, Phật Bồ Tát không bỏ mình đâu. Nhớ nghe. Những Đức đọc những cái công đoạn quý vị nhớ nè, rồi chị Những Đức sẽ giảng dạy ra. Số 1, không giữ tiền được lợi ích gì? Số 2, không xài điện thoại được lợi ích gì? Số 3, không về nhà được lợi ích gì? Số 4, không quyên góp kêu gọi được lợi ích gì? Số 5, ăn uống ngủ nghỉ đúng nơi đúng chỗ. Số 6, không được tùy tiện đi đâu thì đi, phải hỏi qua ban tổ chức đồng ý mới được đi. Số 7, xài của tam bảo phải kỹ, nếu không có tội. Số 8, muốn ở thường trụ như thế nào, chấp hành quy củ. Số 9, nhiệt tình phục vụ tam bảo, không phàn nàn. Số 10, cuối cùng tín nguyện niệm Phật
cầu sanh cực lạc. Câu số 1 là không giữ tiền được lợi ích gì? Lợi ích rất là lớn. Như vậy biết, chùa mình mà những người 8-9 năm chờ ở trong chùa tu ổn định là gì? Không giữ tiền. Khi có tiền là mầm mống. Mình ở trong ngôi Tam Bảo, ngôi Tam Bảo này đã lo cho mình cơm ăn áo bạn ổn định hết trơn rồi. Mình giữ tiền làm gì? Mình cần cái gì phù hợp, ban tổ chức lo cho mình hết, thì mình không có giữ tiền. Nên đã đi vô đây ở thường trụ rồi, quy tắc là không giữ tiền. Lợi ích tiện lợi cho quý vị rất là lớn. Không giữ tiền tâm sẽ thanh tịnh, không có mong muốn mua cái gì tùm lum. Chỉ cần có đồ đạc bằng ổn định đầy đủ là được rồi. Cuộc sống cá nhân, phòng ốc ở đàng hoàng, đầy đủ ổn định hết, cơm ăn áo bằng đâu vào đó hết, lo lắng hết rồi, không giữ tiền. Đã là không giữ tiền thì không xin tiền ai hết. Phạm là sai. Mình đã quyết tâm mình vô chùa, mình ở thường trụ rồi, mình phải chấp hành quy củ. Từ quý thầy dài xuống, mỗi người ai cũng vậy. Trên là hòa thượng xây chùa, kế là những đức lo cho chúng, đầy đủ hết. Có ai nói thiếu thốn gì không? Thì cứ gặp những đức. Nên quý vị nhớ quy củ này phải giữ, phải làm cho đúng. Số 2, không xài điện thoại được lợi ích gì? Lợi ích rất là lớn. Điện thoại là một phương tiện, nhưng nếu quý vị là người tu hành mà dùng điện thoại thì người này gọi báo tin này, báo tin kia, báo tin nọ đủ chuyện, quý vị sẽ rất khó tu. Cả bản thân những đức còn không xài điện thoại. Nên chỉ có ban tổ chức một chùa có một hai cái dùng mà là trắng đen. Không có bao giờ nhắn tin cho Phật tử này kia, không có nói chuyện điện thoại qua hình ảnh này kia, tại vì xài trắng đen mà. Không xài điện thoại lợi ích rất là lớn. Giữ tâm thanh tịnh, không nghe, không thấy, không biết, chân thật lo niệm Phật. Nên tất cả những người không xài điện thoại cũng không được mượn điện thoại của ai. Phạm chỗ này là quý vị ở trong chùa mắc phước, mắc duyên, thì làm sao ở trong chùa được. Nên phải duy trì cái tâm đó đàng hoàng cho đúng đắn. Mình đã vào đây mục tiêu niệm Phật giảng sanh là buông xuống vạn duyên, nhà chùa lo hết, đưa ra quy củ gì là mình phải chấp hành đàng hoàng đó. Nhớ nghe quý vị, phải nghe, phải nhớ đó. Số 3, không về nhà được lợi ích gì? Mình đã bước vào ngôi nhà Tam Bảo, quyết tâm ở thường trụ rồi, thì tu thì ra tu đàng hoàng. Nếu không cứ ở chùa về nhà, về nhà ở chùa, đời không ra đời, đạo không ra đạo. Bây giờ ở chùa mình quy tắc là ở chùa nghiêm túc đàng hoàng, lo phục vụ Tam Bảo. Khi mình ở nhà thì mình nhiệt tình lo cho phụng dưỡng cha mẹ đàng hoàng. Khi mình đã vô chùa, ở chùa được rồi, khi mình đã vô chùa là gia đình người thân đều chấp nhận. Từ nơi đó mà việc ở ngoài đời để cho ngoài đời lo, mình lo việc ngôi Tam Bảo đàng hoàng. Nên mình ở một nơi được lợi ích rất là lớn. An cư mới lập nghiệp. Người đi tu hành mà đi đầu này, đi đầu nọ, đi đầu kia, giết rồi có khi mất đạo tâm, mất phương hướng luôn. Bây giờ ở một nơi lo tu hành, có người lo lắng hết, cứ yên tâm ở tu phục vụ chúng sanh, lợi ích rất là lớn. Nên quy tắc này phải giữ cho đàng hoàng. Không có nghe ngóng chuyện nhà. Mình đã không về nhà, nghe ngóng về nhà làm chi? Người ta vô chùa tu nói này nói kia, ở nhà mình nói thôi, tôi đã vô đây tu, tôi lo tu nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh, việc ngoài đời để ở nhà lo, tôi không biết đến, đừng nên nói cho tôi nghe. Để cho họ khỏi nói dòng do tâm quắc. Người ta nói mình còn không muốn nghe, hóng chi mình đi hỏi han. Chừng nào gia đình người thân vô mình giúp, mình hỏi han, mình mượn điện thoại, mình giấu, mình điện, mình sai rồi, làm tầm bậy rồi. Đã mình phát tâm vô chùa mà không chịu cố gắng, để đời không ra đời, đạo không ra đạo, cuối cùng tu cũng không được một cái gì. Bây giờ mình đã được ở trong ngôi Tam Bảo, miết ở trong chùa, để người thân mình vào thăm mình để làm chi? Để mình dẫn dắt họ tu dễ hơn. Mình bước ra đời, cái lực lượng đời ít người tu, mình khó độ. Mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo thì lực lượng tu đông, mình dễ độ người thân hơn. Nhất là những cảnh chùa mà hòa thượng xây thù thắng như vậy, dễ độ ông bà cha mẹ người thân của mình. Nên nhiệt tình ở trong ngôi Tam Bảo lo tu đi, đó là đúng nhất nhớ. Số 4, không quyên góp kêu gọi. Có nghĩa là chùa chiền làm bất cứ việc gì, thí dụ như xây chùa thì hòa thượng xây, những đức có điều kiện tiền bạc hỗ trợ cùng với hòa thượng xây chùa, rồi những đức phải nuôi chúng. Còn không có thì thôi. Còn tất cả các anh em trong chùa, từ xuất gia, ban bệ, những đức bố trí công việc,
Khi làm việc gì trong ngôi tam bảo, từ mua đèn hay mua bất cứ một cái gì, làm cái gì trong chùa, bất cứ một cái gì mua ở trong chùa, đều phải báo lên những đức. Rồi những đức mới chỉ đạo người đưa tiền. Nó phải có tổ chức như vậy. Chứ mấy anh em không được kêu gọi người ở trong ngôi tam bảo. Bây giờ tôi mua cái đó, gì đó, lợi ích cho cái tam bảo, công đức rất là lớn này kia đâu. Rồi quý vị đem tiền lại đây, đưa cho cái người đó để cầm tiền đi mua. Quý vị làm gì là sai rồi. Riêng ngôi tam bảo mình đây, quý vị làm gì là sai rồi. Vì chùa mình có một tổ chức đàng hoàng luôn. Mua cái gì như bên chùa mới, những đức mua biết bao nhiêu đồ đạc mà nói chứ. Những quan hỏi một cái, những đức nói được thì mua, không được thì thôi. Hỏi nói được thì mua, không được thì thôi. Chứ không được khoan duyên. Chứ không phải là hỏi xong rồi không được đi hỏi tiền Phật tử, đi kêu gọi người này người kia. Sai, tầm bậy. Làm điều này là sai, không đúng đâu. Làm như vậy là không thể nào ở trong ngôi tam bảo mình được. Có phạm thì sửa đi, đừng nên làm như vậy nữa. Chúng chùa ai cũng biết hết rồi, đừng có dính vô cái chuyện đó. Thầy đã đưa lên quy tắc như vậy rồi, mà mình ở trong chùa mà những người khác kêu gọi mình còn gom tiền lại mình đưa, là mình cộng nghiệp. Sai rồi, không đúng. Trong chùa hòa thượng thì xây những đức, lo lắng việc có chúng đông như vậy, rồi mua cái gì là báo lên đàng hoàng, mua, nói mua là mua, còn không nói mua, còn chưa mua thì thôi, mình tùy duyên. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Mình không được mà mình đi hỏi han Phật tử là phan duyên. Một phan duyên là người này trong ban tổ chức không được. Sai rồi, phạm gì sai rồi, không đúng. Cái này như đức nhắc quý vị nghe. Mà cả người ta vô chùa, bạn đồng tu quen nhau mà nói tôi nghèo tôi khổ gì mà mượn tiền ở trong chùa, mượn tiền Phật tử để vô chùa tu, quý vị cũng không được đụng ở trong chùa. Thì muốn cái gì vị đi ra ngoài đời vị làm đi. Đi vô chùa lo như vậy, mình không cúng dường tam bảo, mình không cúng dường để cùng chung tay với hòa thượng với thầy để lo phục vụ tam bảo, mà mình còn đi dính dáng người này người kia người nọ trong chùa. Mà ai mà đi đến chùa xin tiền xin bạc này kia, quý vị cũng không được đụng vô. Tại vì chùa như vậy nó mới ổn, quý vị cho là nhiều người sẽ kéo đến, chùa sẽ khó giải quyết được vấn đề. Nên quý vị chấp hành quy củ giùm cho đàng hoàng. Mình vô chùa mình lo niệm Phật thôi. Ban tổ chức có ban tổ chức làm việc, người ta đặt trách cái gì mình làm cái nấy nhiệt tình. Mình đừng có tùy tiện đụng việc này việc kia, không tốt đâu quý vị. Đụng việc này việc kia không tốt đâu, nhớ nghe. Hàng Phật tử nhớ và tất cả anh em trong chùa nhớ đó. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng, khoan duyên chuốc tai ương. Anh em cái gì cứ hỏi một tiếng đi. Đừng có nói là ngại, ngại là cái ngã mạng đó. Đó. Những đức nói đây là chân thật nhiệt tình, tuyệt đối không có quyên góp bất cứ một cái gì ở trong chùa mình. Từ khi những đức làm một cái gì đó thì người quản chúng nêu lên, rồi gặp thầy qua cúng dường, thầy làm cái đó cái đó, thầy làm tượng Phật, thầy làm máy niệm Phật cho người ta, hoặc là chùa chiền đang xây gì đó, mình nêu lên vậy thôi, tùy người ta cúng dường chứ mình không được cầm, mình không được đụng vô. Người ta muốn cúng dường, người ta trực tiếp ta cúng hòa thượng, hoặc là những đức có qua chùa người ta cúng dường trực tiếp, hoặc chỉ người ta bỏ vô thùng tam bảo là xong. Tại vì cái người này có trách nhiệm lo cho ngôi tam bảo đàng hoàng, mình không được đụng vô. Như vậy thì mấy anh em rất là khôn, rất là thông minh. Về sau mấy anh em rất là giỏi. Đây là cái tâm hộ trì, 100% hộ trì mấy anh em luôn đó. Những đức khuyên chân thật tuyệt đối, không được quyên góp bất cứ một loại tiền gì ở trong chùa chúng ta. Nhớ. Số 5, ăn uống ngủ nghỉ đúng nơi đúng chỗ. Chỗ ăn là nhà ăn, ngồi ăn cho đàng hoàng. Ăn lâu bao lâu cũng được, kể quý vị. Nhưng không được đem đồ ăn lên phòng, đó là quy tắc. Phạm là ăn cắp của tam bảo. Ăn cắp của tam bảo Phật còn khó cứu hơn, tạo tội ngũ nghịch, quý vị nhớ nghe. Không được ăn cắp của tam bảo. Người mang tội ăn cắp là nghèo đời đời kiếp kiếp. Nhớ. Ngủ nghỉ đúng nơi đúng chỗ, nơi nào ban tổ chức đã sắp mình ngủ đàng hoàng. Chứ không phải là tùy tiện muốn đi nằm đâu ngủ thì đi. Muốn qua giường ai ngủ thì qua. Muốn đi qua phòng ai ngủ thì qua. Được qua chơi nhưng tiện tuyệt đối không được qua ở đó ngủ. Mà mình qua chơi mình cũng không nói chuyện lộn xộn lu bu, người ta không đồng ý là mình đi về phòng mình liền. Phải nhớ, cái này là mình phải nhận thức. Nên ăn uống đúng nơi đúng chỗ, ngủ nghỉ đúng nơi đúng chỗ đàng hoàng. Đó gọi là chấp hành quy củ nghe quý vị. Thường trụ cộng tu gì cũng phải làm cho đúng. Nghe rồi giữ phước duyên của mình thì áp dụng hành trì đi. Số 6, không được tùy tiện đi đâu thì đi mà không báo cho ban tổ chức biết. Trong chùa mình đều là ở trong ngôi tam bảo, đều ở trong ngôi tam bảo hết.
Mình thiếu đồ đạc gì đều báo cho ban tổ chức phòng đăng ký, sẽ có sự sắp xếp. Không được tùy tiện muốn đi đâu đi. Hoặc mình ở trong chùa mình lo niệm Phật, đừng có đi ra ngoài cổng chùa đứng lóng ngóng ngoài đường chi vậy. Mình ở ngoài đời nó khổ quá, mình còn lóng ngóng ngoài đường chi vậy. Mình lo mình niệm Phật đi, mình vô mình tu trong chùa. Dù là cộng tu 5-10 ngày, mình cũng mi mặt đàng hoàng. Mình giao điện thoại rồi mình lo mình niệm Phật đi, thì sẽ lợi ích rất là lớn. Còn nếu như mà bây giờ mình ở trong chùa mình còn lóng ngóng ở ngoài đời, nghĩ ngợi ngoài đời, thì tu cũng tu không được, mà nhà cũng không giải quyết xong. Nên những đức khuyên những người vô chùa cộng tu hay thường trụ, hãy lo nhiệt tình ở trong ngôi Tam Bảo tu thì sẽ có kết quả rất là lớn. Nhiệt tình với ngôi Tam Bảo đi quý vị, phải chấp hành quy củ nghe. Số 7, xài của Tam Bảo phải kỵ, nếu không có tội, như mở đèn, mở quạt. Thí dụ như giờ mình mở đèn, bật đèn mình xài, mở quạt, khi mình đi tu mình phải xem lại coi trong phòng còn ai không, rồi mình đi sau nhất tắt đèn, tắt quạt liền, coi trong nhà vệ sinh còn đèn không, tắt nhà vệ sinh. Rồi á, mình chạy xe trong ngôi nhà Tam Bảo coi như của mình vậy đó. Quý vị biết điện một tháng trả quá trời nhiều tiền điện luôn, cả 100 triệu tiền điện quý vị coi, cũng là của chúng sanh cúng dường. Mình xài phí phạm, mình tội lỗi đáng mà chịu. Cái phước báo của mình nếu mà mình không khéo, cũng như mình có một lu nước mà để nó nhiễu từng giọt nó nhiễu giết á, cạn cái lu nước luôn đó. Nước đó coi như là phước đi, vì xài tùy tiện giết sạch phước, mà hết phước là khổ dữ lắm. Hết phước sau tu chết á, khổ lắm. Phải duy trì cái phước báo nhớ nghe. Đó nên á, đèn quạt đồ mình bật mình xài rồi xong mình tắt đàng hoàng, chứ không phải nói đồ chùa. Quý vị tùy tiện bị có tội gán chịu như Đức nhắc rồi đó. Xe cộ đi mưa gió đem vô cái bãi xe đàng hoàng, mình chạy xong mình để nó ngoài nắng ngoài mưa, nó hư rồi cái đầu nói hư xe sửa, vì nó tiền chùa quý vị xài phí phạm tội gán chịu. Sạch phước của mình đó, những Đức đã nhắc rồi, những Đức có trách nhiệm như Đức nhắc hết rồi đó. Nên mỗi một ban tổ chức phải bố trí, phải xem xét cái chỗ này cho kỹ, chứ không được xe như xe điện đồ chạy xong để ngoài mưa ngoài nắng, không có được đâu. Nó hư bình rồi mua bình cũng tốn tiền rồi. Nó xe cộ đi xong rửa ráy, bố trí ai lau rửa sạch sẽ, đàng hoàng bảo quản. Mình xài con người mà mình kỹ cũng bền, không chi mình xài của mà mình bày hay. Của tốt là do người, mình xài kỹ thì nó tốt, mình xài tùy tiện mình phế nó thì nó hư. Hư rồi thì mua, đừng có nghĩ là chùa dễ quá có phước đồ. Mình xài hết phước mình khổ lắm quý vị ơi. Những Đức á, chắp tay mong quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ở trong chùa mong làm sao có phước báo, có công đức niệm Phật về cực lạc, chứ đừng để ở trong ngôi Tam Bảo mà cuối cùng mình đi đọa địa ngục khổ lắm. Phải xem xét hành động của mình. Ngày xưa mình ở nhà mình mua được chiếc xe mình kỹ cỡ nào chứ, đó là của mình làm cực khổ làm ra. Bây giờ mình vô ngôi Tam Bảo mà mình tùy tiện bày hay xe cộ mình chạy, mình lui rồi mình đụng chày mớp thí đại. Ngoài đời người ta mua một chiếc xe lam, người ta làm ăn, người ta đã không có tiền như bản thân mình, mua được không? Chiếc xe tay ga mình còn khó mua. Vậy mà mình vô chùa mình chạy xe tùy tiện, đây là những Đức nhắc. Cọ quẹt chày chùa tùy tiện, rồi á, xem đa chạy đồ thí vứt đại vứt càng. Mình nói mình buông xả lắm hả? Của người ta mà buông xả cái gì? Mình không xem trọng của cải người ta là mình có tội. Chứ mình mà nói buông xả cái gì kỳ cục ý. Người ta cực khổ bố thí cúng dường. Nên Hòa Thượng dạy tam đề ngũ quán thấy không? Miếng cơm đầu ăn tưởng nhớ rằng đoạn tất cả việc ác. Miếng cơm thứ hai đoạn tất cả việc thiện. Miếng cơm thứ ba nhắc mình phải độ tất cả chúng sanh. Mình trong ngôi Tam Bảo nhắc mình đó, tam đề ngũ quán. Còn ngũ quán, cái câu thứ nhất là hỏi mình miếng ăn này từ đâu mà đến. Sự cực khổ người ta lam lũ người ta mới có, của cải vật chất đem vô, cực khổ người ta đem vô đây, mình phải biết trân quý, tôn trọng, đó mới có phước. Còn mình có đầy đủ đức hạnh để xài những món đồ này hay không, nên mình phải lo tu hành đàng hoàng để mình xài, mình dùng cho phù hợp xứng đáng, có tâm tôn trọng cung kính. Từ nơi đó mà mỗi một người mình phải vì đạo nghiệp đó, mình sử dụng những cái thứ trong ngôi Tam Bảo này. Đây là những điều rất là quan trọng quý vị. Nên mỗi một người mình ở trong ngôi Tam Bảo làm sao mà biết giữ phước báo. Nếu không có dạy, chỉ dạy đàng hoàng, mình sẽ tạo nghiệp tùy tiện dữ lắm quý vị ơi. Rất là tùy tiện, mình phạm phải là mình hết phước mình ra khỏi chùa, quý vị biết. Vì sao có những người ở trong chùa
mà giỏi quá mà bỏ chùa quý vị, vì chính họ tùy tiện phạm phải trong ngôi tam bảo, xài phí phạm, ăn uống vứt bỏ, ăn uống cái gì đổ tháo vứt bỏ tùy tiện, rồi ở trong chùa hung bạo, nói chuyện hỗn ẩu, chửi mắng, thiếu sự cung kính, không biết cảm ơn. Nên người này quý vị thấy rất giỏi, nhưng họ ra khỏi chùa họ khổ te tu luôn. Đã ở trong chùa mà ra khỏi chùa là nó khổ cực kỳ khổ, sạch phước. Cái tâm từ bi người ta dành cho mình mà mình sống không hiểu là mình sạch phước, mình khổ cực kỳ khổ luôn. Nhớ, đây là những đức nhắc nhở quý vị nên trân quý, nên trân quý, nên mỗi một người nên trân quý. Nghe gì rồi nhớ, xài của tam bảo phải kỹ nghe quý vị, từ xe cộ đồ cẩn thận, chạy phải kỹ lưỡng đàng hoàng. Mình là người ở trong chùa chạy xe chạy chậm đàng hoàng, không được chạy ẩu tả, lỡ có cái gì phiền phức lắm. Mình tu trong chùa mình chạy xe mà chạy mà nhanh, chạy vượt đèn đỏ này kia đâu, người ta sẽ đánh giá người tu là chửi người trong chùa là chửi tam bảo, tội bị rất là nặng. Nhớ đó, phải nhắc nhau, người quản chúng trong chùa phải kỹ lưỡng nhắc nhở chỗ này. 8. Muốn ở thường trụ như thế nào? Chấp hành quy củ. Mình muốn ở thường trụ thì mình phải chấp hành quy củ, rồi giải quyết chuyện gia đình hết hoàn toàn, của cải vật chất chơi chia chác đàng hoàng hết đi, rồi mình hãy vô ở thường trụ. Mình ở là mình không có gì luôn. Cái gì mình nói rõ ràng với gia đình nghe hết đi, đâu vào đó đàng hoàng hết. Việc cha mẹ mình giao phó làm sao cho anh chị gì lo, của cải mình chia chác đàng hoàng hết. Hoặc là mình làm cha làm mẹ mình chia cho con cháu đâu gì đó hết đi. Cái gì mình cũng giải quyết xong hết đi, rồi rõ ràng. Rồi bây giờ con cái muốn nuôi mà cha mẹ muốn ở trong chùa, thôi con các con chiều cha mẹ, rồi cha mẹ giải quyết hết vấn đề, của cải chia chác xong hết. Rồi cha mẹ không có cầm tiền gì theo, còn có cầm theo thì cúng tam bảo, còn không có thì chia hết cho con cái, chỉ có tiền xe vào chùa xong, vô chùa nhà chùa lo cho, và chấp hành quy củ lo tu đàng hoàng, nhiệt tình phục vụ tam bảo không phàn nàn. Đã vô chùa ở rồi, nhiệt tình phục vụ tam bảo không phàn nàn. Mình phục vụ tam bảo là cúng dường chư Phật, mà phàn nàn gì? Mình phàn nàn là mình không hiểu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mình làm là mình nhờ, mà mình phàn nàn là mình không hiểu. Phải mở cái tâm lượng ra đó. Làm cái gì hỏi đàng hoàng, mỗi ban bệ phải hỏi nghe, không được tùy tiện. Nhớ đó, tùy tiện là mình sẽ tổ phước. Mình làm nhiệt tình, mình làm mình nhờ, thiện ác mình nhờ, mình hưởng, chứ không có ai hưởng cho mình đâu. Nên mình đừng có phàn nàn, hãy mở tâm lượng làm bằng cả tấm lòng mình làm đi. Nhớ đó, câu số 10 là cuối cùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là điểm mấu chốt quan trọng đi vô chùa. Nên làm việc gì cũng phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một câu ai Phật niệm đến cùng, chân thật mà niệm Phật, quyết tâm niệm Phật. Từ người trong chùa, hàng Phật tử, ngoài đời gì cũng vậy, phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn quý vị đi vô chùa cộng tu cũng phải chấp hành quy củ để tạo cái duyên cái phước mình vô ngôi tam bảo. Còn người đã quyết tâm ở thường trụ thì có nhà chùa này như chùa mình, nhà mình, mỗi người đều có trách nhiệm quan tâm lo lắng chăm sóc, cực lực như vậy quý vị mới có phước. Còn nếu như đi vào đây mà tùy tiện, không biết cảm ơn, không biết cung kính, không biết lễ phép, nên dạy người trong chùa cho đàng hoàng. Gặp quý thầy, mình đang ngồi nói chuyện, gặp quý thầy đi ngang, đứng lên chắp tay cúi đầu. Khi quý thầy đang ngồi, mình không được đi ngang trước mặt. Từ khi kẹt chẳng đã, chẹt quá gì đó, mình không đi được, mình đi ngang, mình phải cúi đầu mình đi ngang. Như mình đi ngang Phật thì mình phải cúi đầu, đi ngang con người mình cúi đầu, cả người tu mình, xuất gia nè, mà mình đi ngang người mình còn phải khom khom người xuống, cái lễ cung kính. Còn quý thầy, quý hòa thượng đi tới, mình đang ngồi ghế, đứng lên liền chắp tay. Các ngài vừa đến một cái cúi đầu, niệm một câu Phật hiệu cúi đầu, xong các ngài đi ngang mình mới ngồi xuống lại. Nhớ, khi mà quý thầy quý hòa thượng nói chuyện, mình phải chắp tay ngang ngực để nghe, lắng nghe. Chờ quý thầy quý hòa thượng nói chuyện xong hết, mình muốn nói cái gì mình mới nói, không được tùy tiện chen vào lời nói của quý thầy quý hòa thượng. Mình phải hiểu cái lễ này, khi quý thầy nói chuyện mình đều chắp tay lên. Quý thầy kêu mình một cái mình đang ngồi đứng lên, quý thầy ngồi mình đứng lên chắp tay ngang ngực lắng nghe. Phải nhớ, mình là hàng Phật tử phải hiểu điều này, cái lễ kính cực kỳ quan trọng để sanh phước báo. Nên ở trong chùa mình phải nắm được những điều này,
Chứ không phải là mình quý thầy đồ đang đứng gì, đang ngồi gì, mình cầm chổi mình quét nhà, tuy là mình đang làm, nhưng mà mình phải nhìn thấy quý thầy đang ngồi nói chuyện này chuyện kia, mình tránh đi chỗ khác, mình không có quét chỗ đó được. Mình đang làm cái gì trước mặt, mình thấy quý thầy ngồi nói chuyện, những đức đồ mấy anh em ngồi nói chuyện, tuyệt đối tránh đi chỗ khác. Quý thầy nói chuyện tuyệt đối không đứng gần để nghe, từ khi kêu mình đến gần mình mới lên đến, không kêu mình đừng có chạy đến, mình lắng nghe chuyện của quý thầy. Cái này là cái lễ đàng hoàng, mình gặp người mình cứ chắp tay ai với đạo Phật đi, sẽ lợi ích cho mình rất là lớn. Nếu như những điều những đức nhắc nhở đây bằng cả cái tâm những đức, nếu mà đại chúng mà làm theo, cái công đức quý vị lớn dữ lắm. Người ta chào không chào kệ, quý vị cứ gặp người ta chắp tay ai với đạo Phật là quý vị sẽ có phước rất là lớn, 100% luôn, lợi ích rất là lớn. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những người trong chùa của mình, mỗi một điểm đạo tràng ai cũng đoàn kết thương yêu, biết ơn hòa thượng để cố gắng ở trong ngôi tam bảo. Những đức cũng nhiệt tình hết mình, hết lòng hết dạ để lo cho đại chúng, thương yêu các cụ già, mong các cụ già đã vô được tới đây rồi, cố gắng các cụ ơi, cuộc đời mình mấy chục năm khổ quá, bây giờ các cụ được gì các cụ cố gắng đi, cuối cuộc đời các cụ được hộ niệm đưa tiễn đi, những đức sắp xếp sẵn hết rồi, các cụ không cần bận tâm lo âu gì hết chứ các cụ. Còn tiền bạc chút đỉnh này kia cúng dường tam bảo hết đi, đừng có giấu chỗ này giấu chỗ kia, sau này trở ngại cái việc niệm Phật giảng sanh của cụ lớn dữ lắm. Còn trong chùa thì ăn uống này kia những đức sắp xếp đàng hoàng hết, người ta nấu ăn cho mình ăn, mình mang tâm cảm ơn cung kính. Các cụ ơi, mình được lo gì là được lắm rồi các cụ. Đại chúng ơi, mình được gì là mừng lắm rồi. Trong cái thời cuộc này khổ gì mà mình được gì là quá mừng quý vị ơi. Nên mang tâm cảm ơn, trân quý đi quý vị. Những điều những đức nhắc ra mỗi tuần đều bật một lần để cho chúng nghe, để mỗi một người được nghe, để ở trong ngôi tam bảo, mấy anh em quản chúng dựa vào đó để mà hướng dẫn đạo tràng, để mỗi bên đạo tràng mình đều có quy củ đàng hoàng, ai vô chùa cũng được lợi ích lớn hết. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, ai cũng phát nguyện tín nguyện kiên cố niệm Phật, sự trở ngại gì cũng niệm Phật, quyết tâm niệm Phật và không buồn giận ai để trong tâm, mang tâm cảm ơn và cung kính, nhớ ơn hòa thượng đời này mình giảng sanh về cực lạc. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, niệm Phật cả đời, khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.